trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Hamas tuyên bố tiến hành hai chiến dịch nổ súng ở bờ Tây do Israel kiểm soát. Cuộc đua kịch tính của ông Trump, bà Harris trên mặt trận truyền thông. Quân đội Philippines và Mỹ tập trận chung ở Biển Đông. Nga à, cảnh báo nhà máy quân sự của Đức ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp lệ. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật ngay sau đây là nội dung chi tiết xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. CNN mới đây đưa tin lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Hamas vừa tuyên bố tiến hành hai chiến dịch nổ súng gần thành phố Hebron ở bờ tây do Israel kiểm soát nhằm đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vừa bị ám sát. Al-Qassam cho biết đây mới chỉ là khởi đầu của chiến dịch phản ứng nhanh trước vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo vĩ đại của họ. Al-Qassam nhấn mạnh. Hebron sẽ là tuyến đầu trong việc thực hiện các hoạt động tấn công trả đũa những ngày tới, đúng theo ý muốn của Thánh Ala. Theo tờ Times of Israel, nhóm vũ trang này còn tuyên bố tấn công lực lượng an ninh Israel gần nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi ở Hebron. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một dân thường đã phải nhập viện sau khi bị bắn và bị đâm ở phía đông bắc Hebron. Trong khi đó, theo dịch vụ cấp cứu Magen David Adom, MDA của Israel một người đàn ông 50 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm trên đường 60 gần khu định cư Kiryat Aba của Hebron. Hiện chưa rõ báo cáo của MDA có phải là cùng đề cập tới nạn nhân mà IDF thông báo hay không. Ngay sau khi xảy ra sự việc, IDF, cơ quan an ninh Israel ISA cho biết thêm rằng họ đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan tới vụ tấn công sau khi tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều giờ. Hiện tại, nghi phạm đã được chuyển tới ISA để thẩm vấn thêm. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei trước đó cũng tuyên bố Iran có nghĩa vụ trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, đồng thời cảnh báo Israel hãy chuẩn bị nhận hình phạt thảm khốc vì đã ám sát vị khách thân thiết ngay trên đất nước Iran. Chưa rõ mức độ trả đũa của Tehran và liệu nước này có hạn chế quy mô để tránh gây gia tăng căng thẳng hay không. Giới chỉ huy Iran đang xem xét phương án triển khai tên lửa, máy bay không người lái UAV tấn công hiệp đồng các mục tiêu quân sự quanh thủ đô Tel Aviv và thành phố Haifa của Israel. Vụ ám sát nói trên diễn ra ngay sau khi ông Hanije tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran và chỉ vài giờ sau khi Israel không kích, hạ sát một chỉ huy cấp cao Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban. Hãng thông tấn IRNA của Iran thông báo nước này sẽ để tang 3 ngày để tưởng niệm ông Hanije. Lễ tang thủ lĩnh Hamas sẽ diễn ra ở Tehran sáng mùng 1 tháng 8, thi hài ông sau đó được chuyển tới Qatar để mai táng giới quan sát cho rằng mọi động thái đáp trả của Iran sẽ được tiến hành sau khi tang lễ kết thúc. Mặc dù Hamas, Iran và nhiều bên khác cho rằng Israel đã thực hiện vụ tấn công, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu không nhận trách nhiệm và cho biết sẽ không bình luận về vụ ám sát. Tuy nhiên, Israel từng tuyên bố ông Hanije và các thủ lĩnh Hamas sẽ phải trả nợ máu sau vụ Hamas tấn công miền Nam Israel hồi tháng 10 năm 2023 và khiến 1.200 người thiệt mạng, bắt cóc 250 con tin. Tình báo Israel cũng tuyên bố sẽ săn lùng các thủ lĩnh Hamas dù họ ở bất cứ đâu. Ngay sau vụ Israel ám sát thành công thủ lĩnh Ismail Haniyeh tại Tehran, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ra lệnh cho Iran tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ việc. Chỉ thị được đưa ra tại một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng an ninh quốc gia tối cao. Tuy nhiên, phương thức và thời gian tiến hành tấn công chưa được nêu rõ. Các quan chức Iran chỉ tiết lộ một phần của mệnh lệnh. Theo đó, thủ lĩnh Ali Khamenei yêu cầu các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và quân đội Iran chuẩn bị cả kế hoạch tấn công và phòng thủ trong trường hợp xung đột mở rộng và Israel hoặc Mỹ tấn công Iran. Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa, tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước, vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa, tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq để đạt hiệu quả tối đa. Giữa lúc Israel trong tình trạng báo động cao, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua cảnh báo rằng những ngày đầy thách thức đang ở phía trước. Phát biểu từ trụ sở quân đội ở Tel Aviv vào cuối cuộc họp nội các an ninh kéo dài 3 tiếng đồng hồ vừa diễn ra, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đang phải đối mặt với đe dọa từ khắp khu vực nhà lãnh đạo Israel nói, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ đoàn kết, quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Israel sẽ phải trả giá đắt. Israel đã trong tình trạng báo động cao từ tối ngày 31 tháng 7, chuẩn bị đối mặt với đòn trả đũa cho các vụ tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi công chúng có trách nhiệm và cảnh giác trước những mối đe dọa từ Iran, Hamas và Hezbollah, đồng thời tuân thủ các chỉ thị do cơ quan an ninh ban hành. Tổng thống Herzog nêu bật, chúng ta không mong muốn xung đột nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu tướng Tomo Ba của Không quân Israel IAF nhấn mạnh, Không quân Israel đã triển khai hàng chục thiết bị bay, có người lái và không người lái, có thể sẵn sàng xuất kích trong vài phút cho mọi tình huống ở mọi khu vực. Ông Ba cho biết, chúng tôi sẽ chống lại bất kỳ kẻ nào có kế hoạch gây hại cho công dân Israel, không có địa điểm nào quá xa để chúng tôi tấn công. Chính phủ Iran đã cho kéo lá cờ báo thù trên nóc thánh đường Jamkaran ở thành phố Com. Cụ thể, một đoạn video ghi lại cảnh kéo lá cờ đặc biệt dường như do một kênh truyền hình Iran quay và được cổng thông tin Class Report chia sẻ lại trên mạng xã hội. Theo đài RT, trong văn hóa của người Hồi giáo dòng CIA, cờ báo thù vừa tượng trưng cho sự đổ máu bất công, vừa là lời kêu gọi trả đũa cho một người bị sát hại. Lá cờ được treo sau khi thủ lĩnh tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC thông báo, ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas tại giải Gaza, thiệt mạng sau khi khu nhà đặc biệt dành cho cựu binh mà ông lưu trú ở phía bắc thủ đô Tehran bị tấn công. Ông Haniyeh tới Iran trước đó để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Hamas xác nhận ông Haniyeh bị người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái ám sát nhưng không nêu chi tiết. Thuật ngữ người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái thường được Hamas sử dụng để chỉ Israel kênh 12 của Israel dẫn nguồn tin Iran cho biết, vụ ám sát ông Haniye được thực hiện bằng quả tên lửa có độ chính xác cao, nhắm thẳng vào phòng ngủ của ông Haniye. Báo New York Times dẫn lời báo quan chức Iran giấu tên cho biết, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Ông Khamenei tuyên bố, các người đã sát hại vị khách yêu quý của chúng tôi ngay trong nhà của chúng tôi. Chúng tôi coi việc trả thù cho ông ấy là nghĩa vụ của mình. Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Israel chuẩn bị chịu hình phạt thảm khốc vì đã ám sát thủ lĩnh Hamas ngay tại thủ đô của Iran. Giới chức Hamas và Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, song không đưa ra bằng chứng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Iran và các đồng minh sẽ đưa ra phản ứng khắc nghiệt và đau đớn nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Lá cờ đỏ truyền thống Hồi giáo dòng CIA đã từng được kéo lên phía trên một nhà thờ Ocom vào tháng 1 năm 2020 khi Iran giành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Iran. Tướng Soleimani, một trong những người quyền lực nhất Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ dạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020 bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Lá cờ máu hay lá cờ đỏ của người Hồi giáo CIA có từ cuối thế kỷ thứ 7. Lần đầu tiên nó được sử dụng như một lời hiệu triệu báo thù cho sự thiệt mạng của imam đầu tiên thuộc dòng Hồi giáo CIA là Hussein Ibn Ali hay còn gọi là Hussein Ibn Ali trong trận chiến Kabala nay là Iraq. Tờ Jerusalem Post ngày 1 tháng 8 cho biết, Iran đã tuyên bố đóng cửa không phận của họ trong 4 giờ tiếp theo cho đến 6 giờ sáng giờ Israel. Động thái trên diễn ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ngay tại Tehran Iran đã trực tiếp tấn công Israel vào tháng 4 năm nay, nhưng hầu hết trong số 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa của nước này đã bị bắn hạ bởi liên minh Mỹ, Israel, Jordan và Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã phát biểu, nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, chúng tôi đã và sẽ duy trì mức độ sẵn sàng để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi trong khu vực. Tờ Financial Times đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng nghiêm trọng các nhà ngoại giao Mỹ và EU đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp nhằm ngăn chặn xung đột toàn diện ở Trung Đông. Mạng lưới thảo luận khắp Trung Đông này diễn ra sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah là Fuad Shuk ở Beirut và thủ lĩnh Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Financial Times lưu ý rằng Enrique Mora, nhà ngoại giao cấp cao của EU, đã có cuộc hội đàm với các quan chức ở Tehran. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, Brett McGurk cũng đã có cuộc hội đàm tại Ả Rập Xê út để xoa dịu căng thẳng trong khu vực. tờ Financial Times đưa tin ông Musk sẽ tới Cairo, Ai cập sau Ả Rập Xê út để đàm phán về xung đột Israel-Hamas. tờ Financial Times lưu ý rằng các quan chức này tập trung vào việc thuyết phục Iran không đáp trả các vụ ám sát hoặc thực hiện hành động mang tính biểu tượng. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình gia tăng căng thẳng nguy hiểm ở trung đông cuộc họp diễn ra theo đề nghị của iran và được nga trung quốc algeria ủng hộ phát biểu trước các đại sứ tham dự phiên họp phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị rosemary di carlo đã tái khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng khu vực đồng thời hối thúc cơ quan quyền lực nhất liên hợp quốc có hành động ngoại giao nhanh chóng và hiệu quả theo quan chức liên hợp quốc các vụ tấn công xảy ra những ngày qua cho thấy sự gia tăng nhanh chóng và nguy hiểm trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở Gaza. Cuộc xung đột vốn đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong và khoảng 90% dân số giải đất này bị mất nhà cửa. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai lập tức các nỗ lực ngoại giao và tìm kiếm con đường đưa khu vực Trung Đông tới hòa bình và ổn định. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt tình hình đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột gia tăng toàn khu vực. Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý tới tác động của giao tranh gây ra cho dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, các nhân viên nhân đạo và nhà báo. Trước đó, phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujaric cho biết, người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá các vụ tấn công tại Nam Beirut, Liban và Tehran, Iran, cho thấy một sự gia tăng đầy nguy hiểm Tại thời điểm mà đáng nhẽ ra, mọi nỗ lực nên hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza, trả tự do cho tất cả con tin, tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Gaza và lập lại ổn định ở Liban và phía bên kia đường xanh, đường ranh giới kiểm soát. Theo ông Dujarric, cộng đồng quốc tế thay vào đó lại đang chứng kiến những bước đi nhằm hủy hoại các mục tiêu này. Người phát ngôn Dujarric cho biết thêm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nhiều lần kêu gọi tất cả các bên thể hiện kiềm chế tối đa, Xong, vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này, chỉ kiềm chế là chưa đủ. Ông Guterres hối thúc cộng đồng quốc tế hành động một cách mạnh mẽ và khẩn trương nhằm giảm gia tăng xung đột, ngăn chặn mọi động thái có nguy cơ đẩy toàn bộ Trung Đông tới bên bờ vực giao tranh, đồng thời hướng tới một nền hòa bình và ổn định lâu dài cho tất cả mọi người. Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh Trung Đông đối mặt với diễn biến căng thẳng mới sau khi Israel không kích thủ đô Beirut của Liban và thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran. Mới đây, các nguồn tin của Hamas cho biết ông Khaled Mesan, người từng nổi tiếng khắp thế giới vào năm 1997 sau khi các điệp viên của Israel tiêm thuốc độc vào ông trong vụ ám sát bất thành tại thủ đô Amman của Jordani, dự kiến sẽ được chọn làm lãnh đạo tối cao của Hamas để thay thế ông Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại Iran vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Ông Mesan, 68 tuổi, trở thành lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas một năm trước khi Israel cố gắng loại bỏ ông. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Mesan với Iran không tốt đẹp vì trước đây ông ủng hộ cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni năm 2011 chống lại Tổng thống Syria Basa al-Assad. Ông kêu gọi người Ả Rập và người Hồi giáo tham gia cuộc chiến chống lại Israel, đồng thời tuyên bố chỉ người Palestine mới có quyền quyết định ai sẽ điều hành giải Gaza sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Trong khi đó, Israel và Mỹ muốn loại Hamas khỏi đội ngũ lãnh đạo giải đất này sau xung đột. Hiện nay, với việc thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát tại Iran giữa lúc xung đột Gaza còn ác liệt, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía Israel. Hàng loạt quan chức quốc tế kêu gọi các bên hạn chế sử dụng bạo lực để tránh việc chảo lửa Trung Đông rơi vào một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh với hãng thông tấn nhà nước RIA. Theo các chuyên gia, vụ ám sát này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến giữa israel và hamas tại gaza vì ông hanije là người dẫn đầu các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của hamas là một vụ giết người mang động cơ chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được ông bogdanov cho biết vụ việc có thể có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở gaza đẩy trung đông đến một cuộc xung đột quy mô lớn hơn phong trào hamas xác nhận thủ lĩnh hanije đã chết cho rằng vụ ám sát do những người thuộc chủ nghĩa phục quốc Do Thái ám chỉ Israel thực hiện. Trả lời hãng tin Reuters, quan chức Hamas Sami Abu Juri nói vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran là hành động căng thẳng nghiêm trọng nhưng sẽ không giúp bên đứng sau đạt được mục tiêu. Theo hãng tin AP, hiện không có bên nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ ám sát, nhưng sự nghi ngờ đang đổ dồn vào Israel. Bởi lẽ trước đó, Israel đã tuyên bố sẽ loại bỏ ông Hanije và các nhà lãnh đạo khác của Hamas vì vụ tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người chết. Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Saed Iravani, việc Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh sẽ không xảy ra nếu như Mỹ không cho phép. CNN dẫn lời đại sứ Iran Saed Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng Washington với tư cách là đồng minh chiến lược kiêm người ủng hộ chính quyền Israel trong khu vực Trung Đông không thể bị bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này. Ông Iravani nói, vụ ám sát không thể xảy ra nếu như không có sự cho phép cũng như hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Israel cũng đang theo đuổi mục tiêu chính trị với hành động này nhằm phá vỡ ngày đầu tiên của chính phủ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran, chính quyền vốn ưu tiên của cố hòa bình và sự ổn định trong khu vực, cũng như tăng cường hợp tác và tương tác mang tính xây dựng với cộng đồng quốc tế. Trước đó, phong trào Hamas tuyên bố rằng thủ lĩnh chính trị của họ là ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong vụ ám sát xảy ra ở thủ đô Iran và cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát trên. Trong khi đó, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cũng cho biết rằng Mỹ không biết hoặc không liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Ông cũng nói thêm rằng Washington không xác minh độc lập về tuyên bố của Hamas liên quan đến cái chết của ông Haniyeh. Kể từ khi thành lập vào năm 1948 đến nay, Israel là nước nhận viện trợ kinh tế và quân sự lớn nhất của Mỹ. Israel từng đe dọa sẽ loại bỏ ông Haniye và các nhà lãnh đạo khác của Hamas sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin. Đầu năm nay, một cuộc không kích của Israel ở miền trung giải Gaza đã loại bỏ 3 người con trai và bốn người cháu của ông Haniye. Quân đội Israel cáo buộc những người này có liên quan đến các hoạt động khủng bố. Vào thời điểm đó, ông Haniye cho biết Khoảng 60 thành viên trong gia đình ông đã bị sát hại kể từ tháng 10. Ông Haniyeh là người phụ trách vấn đề ngoại giao của Hamas, đồng thời đóng vai trò hòa giải trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và đàm phán về việc trả tự do cho các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ. Hãng tin Al-Majarden có liên kết với phong trào Hezbollah trích lời một quan chức Iran giấu tên cho biết, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát bằng một tên lửa được bắn từ nước ngoài. Ông Richard Roberts Cố vấn cấp cao của Quỹ Bảo vệ Dân chủ đã đăng lên mạng xã hội X rằng Không quân Israel sắp phô diễn tầm bắn của mình vào đêm nay, chỉ vài giờ trước khi ông Hanigeh bị ám sát. Trong khi đó, theo Eurasian Times đưa tin trước đó, lực lượng Không quân Israel (IAF) đã thực hiện nhiệm vụ không kích tầm xa chống lại lực lượng Houthi bằng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 ở cách xa 1.700 km. Các cuộc không kích được tiến hành nhằm vào thành phố cảng Hodeida của Yemen trên Biển đỏ từ đó làm dấy lên hoài nghi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran hôm 31 tháng 7 cũng do F-35 thực hiện. Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 được giao nhiệm vụ tấn công hầu thi. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng hoạt động này rất quan trọng vì mục tiêu bị tấn công cách Israel 1.700 km và gọi đó là lời cảnh báo gián tiếp tới Iran. Iran cách Israel chỉ khoảng 1.500 km nằm trong tầm bắn của F-35. Sự việc liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas đã phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Iran và làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Tehran. Hệ thống phòng không đủ chủng loại của Iran đã thất bại trong việc ngăn chặn tên lửa tập kích ám sát thủ lĩnh Hamas. Nếu không có hình ảnh vệ tinh, rất khó để xác định loại tên lửa được sử dụng để ám sát thủ lĩnh Hanije. Israel được cho là sở hữu tất cả các loại vũ khí cần thiết để tiến hành một hoạt động như vậy bao gồm máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không AEW&C, máy bay tác chiến điện tử, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay có tín hiệu radar thấp, tên lửa tầm xa và khả năng tình báo đáng kể. Ở chiều ngược lại, cả lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và quân đội chính quy Iran đều sở hữu loạt hệ thống phòng không đa tầng với các tổ hợp nội địa hoặc do nước ngoài sản xuất. Turkey Today dẫn thông tin từ viện Washington nước Mỹ cho hay Iran có các hệ thống phòng không mặt đất SAM đáng chú ý như Ra'at 1, Mesad 1, 2, Yajahra 3, Heenohom, Ra'at 2, Tabas, khodad 3, Talas 1, Sayyad, Talas 2, Talas 3, Talas 4, khodad 15, Bava 373. Iran cũng sở hữu hệ thống phòng không vác vai Misak 3, hệ thống Night of hệ thống Mesad 16, hệ thống Desfu, hệ thống Yosan, hệ thống Jubin, hay tên lửa hành trình phòng không Item 358. Tất cả các hệ thống phòng không nói trên của Iran đều không ngăn chặn thành công cuộc không kích được cho là của Israel nhằm vào nơi ở của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Điều này cho thấy khả năng đáng gờm của Israel và có thể họ đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay F-15i hay F-35i. Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamis cho biết rằng sư đoàn cơ giới số 18 một đơn vị quân đội mới thuộc sư đoàn bộ binh quân đoàn số 1 sẽ được triển khai tại thị trấn Karakule, bên ngoài thành phố Bialystok ở biên giới phía đông bắc của nước này. Lực lượng này sẽ cung cấp sự hỗ trợ quân sự của quân đội cho lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới Ba Lan Belarus. Theo ông Kosiniak Kamis, gần đây tình hình ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus ngày càng trở nên tồi tệ. Những tháng vừa qua là khó khăn nhất và tháng 5 là tháng mà những vụ tấn công sang biên giới Ba Lan không ngừng Quan chức Ba Lan nói rõ, đó là lý do tại sao chúng tôi đặt sư đoàn ở Bialystok để an ninh phòng thủ biên giới sẽ ổn định hơn nữa, vì chúng tôi sẽ bố trí các thiết bị mới nhất ở đây, gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, súng tầm xa có vũ trang, bệ phóng tên lửa. Đồng thời, vào ngày mùng 1 tháng 8, Ba Lan cũng đã bắt đầu chiến dịch có mật danh Bình minh trên không để tăng cường phòng không ở biên giới phía đông. Mục tiêu chính sẽ là các đối tượng xâm phạm biên giới bất hợp pháp, bao gồm cả ở độ cao và rất thấp là đặc trưng của drone và các thiết bị bay không người lái khác. Trước đó, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng nhấn mạnh biên giới Ba Lan Belarus là một khu vực đặc biệt do áp lực của việc nhập cư bất hợp pháp. Trên thực tế, Ba Lan đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra. Tuy nhiên, số lượng người di cư bất hợp pháp cố gắng vượt biên sang Ba Lan đã thay đổi theo xu hướng giảm nhờ vào các biện pháp cứng rắn chống người di cư. Theo thống kê, vào năm 2021 khi hàng rào biên giới được xây dựng, ước tính có khoảng 500 người di cư mỗi ngày. Trong giai đoạn gần đây hơn, báo cáo của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết chỉ còn khoảng 300 trường hợp. Vào tháng 5, các nhà hoạt động vì quyền của người tị nạn đã chỉ trích chính phủ Ba Lan về kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới với Belarus và tiếp tục chính sách cứng rắn do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng nhằm đẩy người di cư trở lại biên giới. Những người di cư hầu hết đến từ Trung Đông và châu Phi, bắt đầu đến biên giới giữa Ba Lan và Belarus từ năm 2021 nhằm tìm kiếm cơ hội vào EU. Theo Reuters, quân đội Philippines vừa thông báo hải quân của lực lượng này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung tại biển Đông. Cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường liên lạc và phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước. Tham gia tập trận gồm tàu tác chiến cận bờ USS Mobile, LCS 26 của hải quân Mỹ và tàu tuần tra BRP Ramon Ancaras PS16 của Philippines. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo việc Philippines lôi kéo các nước bên ngoài khu vực kích động đối đầu tại Biển Đông sẽ chỉ gây tổn hại ổn định khu vực và làm trầm trọng căng thẳng. Ông Lâm nói, cố gắng đưa lực lượng bên ngoài đến nhằm bảo vệ an ninh của chính mình sẽ chỉ dẫn đến sự mất an ninh lớn hơn và họ có thể trở thành con tốt của người khác. Hồi tháng 5, quân đội Philippines cùng đồng minh Mỹ cũng diễn tập bắn đạn thật pháo binh và tên lửa ở khu vực duyên hải phía Tây Bắc đảo Luzon trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan, tức vai kể vai. Theo đó, khu vực diễn tập nằm trên bãi biển La Paz hướng ra biển Đông với kịch bản mô phỏng đối thủ chuẩn bị đổ bộ lên bãi cát. Và các binh sĩ Philippines và Mỹ đã diễn tập bắn pháo, tên lửa nhằm ngăn chặn các lực lượng đối thủ đổ bộ trên biển Đông. Trong đó, khoảng 200 binh sĩ thay phiên nhau bảo vệ bờ biển thành phố ven biển La Oat, thuộc tỉnh Ilocos. Pháo binh Mỹ diễn tập bằng cách khai hỏa hơn 50 quả đạn 155mm nhắm vào mục tiêu nổi cách bờ biển khoảng 5 km. Hai bên sau đó phối hợp phóng tên lửa, bắn pháo và súng máy để đẩy lùi kẻ thù giả định đang cố xông vào bãi biển. Binh sĩ Mỹ và Philippines cũng đã đánh chìm 5 chiếc phao nổi dành cho tàu đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan. Gần đây nhất, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken cũng thông báo, Mỹ sẽ cung cấp 500 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Philippines. Ông nói, Philippines từ lâu đã là một trong những nước nhận được nhiều tài trợ quân sự nước ngoài nhất ở nội dương Thái Bình Dương khoản đầu tư bổ sung đáng kể mà Mỹ đang thực hiện, 500 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ hiện đại hóa lực lượng Philippines. Mỹ đang nỗ lực tăng cường năng lực của Philippines để có vị thế tốt hơn trong việc bảo vệ chủ quyền. Ngoài việc củng cố liên minh quốc phòng, hai quốc gia cũng đang tìm cách thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế. Hai bên nhất trí hợp tác hơn nữa về chế biến khoáng sản quan trọng và tăng cường quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, đặc biệt là đóng tàu và sửa chữa tàu. Hai quốc gia sẽ tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao, bao gồm đối thoại chính sách năng lượng lần thứ hai tại Manila để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo và thúc đẩy lưới điện đáng tin cậy và bền vững trong nước cùng nhiều hoạt động khác. Cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Hungary và Ba Lan mới đây đã ngày càng gay gắt sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto công khai cáo buộc người đồng cấp Ba Lan Radoslav Sikorsky nói dối về vấn đề Ukraine mối quan hệ giữa hai quốc gia này từng là đồng minh thân thiết đã trở nên căng thẳng do bất đồng trong cách ứng phó với Nga và vấn đề hỗ trợ Ukraine. Mối quan hệ giữa Budapest và Warsaw đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Hungary duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga và chặn khoản tiền của EU cho các quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev. Thêm vào đó, căng thẳng gia tăng khi một chính phủ thân EU lên nắm quyền tại Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái, chấm dứt thời kỳ hợp tác gần gũi giữa hai quốc gia trong các cuộc tranh chấp với EU về vấn đề pháp quyền và quyền của người đồng tính luyến ái LGBT. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Visegrad Insight, ông Sikorsky cho rằng Ngoại trưởng Sergizato đã thay đổi quan điểm về việc tổ chức một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU về Ukraine. Ông Sergizato đã phản bác cáo buộc này, chỉ trích người đồng cấp Ba Lan Sikorsky đã vượt quá giới hạn và nói dối về vấn đề trên. Cuộc tranh cãi còn trở nên gay gắt hơn khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chỉ trích Ba Lan vào cuối tuần qua, cáo buộc nước này tiêu chuẩn kép và mua dầu của Nga qua trung gian. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Vladislav Tefin Bartoszewski đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng Hungary nên rời khỏi các tổ chức phương Tây nếu không đồng tình với các chính sách của họ. Những tranh cãi trên phản ánh căng thẳng sâu sắc trong EU về cách ứng phó với Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine trong khi ba lan cùng với các quốc gia châu âu khác ủng hộ mạnh mẽ ukraine hungary dưới sự lãnh đạo của thủ tướng orbán lại có mối quan hệ nồng ấm với nga trước đây ba lan và hungary từng có mối quan hệ chặt chẽ đặc biệt trong các vấn đề như di cư và pháp quyền trong eu nhưng mối quan hệ này đã bắt đầu dạn nứt khi xung đột nga ukraine nổ ra tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ thân eu của thủ tướng donald lên nắm quyền tại vác sava Cuộc tranh cãi giữa hai quốc gia này không chỉ làm rõ sự khác biệt trong quan điểm về cách ứng phó với Nga mà còn đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết và tương lai của EU trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Quan hệ giữa hai nước trong khối Visegrad cũng ngày càng rạn nứt sau khi Hungary đã chặn nguồn tài chính ước tính khoảng 2 tỷ euro mà Ba Lan mong đợi được cấp từ cơ sở hòa bình châu Âu, một công cụ tài chính nằm ngoài ngân sách EU và cần có sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên để được tiếp cận. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorsky cũng cho biết chính phủ hai bên đã nhiều lần thảo luận ở mọi cấp độ về vấn đề phản đối của Hungary khi chặn việc hoàn tiền cho các thiết bị quân sự mà Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine. Sputnik trích dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Natasin cho biết Chúng tôi coi các cuộc tập trận quân sự của Phần Lan diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7 gần biên giới Nga với sự tham gia của khoảng 1.700 binh sĩ và 300 phương tiện là một phần không thể thiếu trong các hành động thiếu thiện trí của NATO nhằm kiềm tỏa Nga, bao gồm cả trong quá trình Phần Lan tiếp tục hội nhập nhanh chóng vào liên minh quân sự này. Ông Nastasin cáo buộc các lãnh đạo chính trị của Phần Lan đang trong tình trạng sợ Nga sâu sắc và vô cớ, tự nguyện hy sinh lợi ích quốc gia của mình, biến Phần Lan từ nước láng giềng tốt thành tiền đồn cho tham vọng quân sự của NATO ở khu vực biển Baltic và Bắc Cực. Helsinki hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu của đại diện bộ ngoại giao nga tổng thống nga vladimir putin từng nhấn mạnh đất nước của ông và phần lan không có bất đồng tuy nhiên việc nước láng giềng bắc âu này gia nhập nato đã thay đổi cục diện điện kremlin trước đó cũng từng nhấn mạnh rằng hoạt động gia tăng quân sự của nato và đồng minh gần biên giới với nga giống như hành vi thiếu thiện trí có thể phá hủy cấu trúc an ninh khu vực đồng thời cảnh báo rằng những hành vi như vậy sẽ dẫn đến phản ứng thích đáng từ phía nga phó phát ngôn viên bộ ngoại giao nga andrei nastasin đã khẳng định Moscow sẽ không bỏ qua việc các nước thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có hành vi tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Nga. Ông Nastasin nói: "Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận về vấn đề này. Tôi không thể tiết lộ kế hoạch chi tiết, nhưng có thể xác nhận rằng Nga sẽ không bỏ qua việc các nước NATO tăng cường hoạt động quân sự dọc biên giới với chúng tôi." Điều này rõ ràng là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Ông Nastasin đã đưa ra bình luận trên sau khi Phần Lan thông qua một số thỏa thuận quốc phòng với Mỹ trong đó có điều khoản cho phép Washington xây dựng 15 căn cứ quân sự tại Phần Lan. Theo TASS, với thỏa thuận trên, những thiết bị quân sự của Washington sẽ được chuyển đến những căn cứ này. Trong khi đó, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ dọc biên giới Nga cũng sẽ thường trực hơn. Ông Nastasin nói thêm, việc các nước NATO tăng cường quân sự dọc biên giới Nga giống như hành động gây hấn, chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành vi đáp trả trên cả mặt trận quân sự và kỹ thuật để đáp lại hành vi hung hăng của các nước NATO. Mặc dù châu Âu có tiềm năng quân sự và kinh tế lớn hơn so với Nga, việc thiếu hỗ trợ từ Mỹ và các cách thức như ưu thế phòng không của Moscow, kinh nghiệm chiến trường của quân đội Nga và sự phối hợp khó khăn giữa các quốc gia châu Âu là những yếu tố đáng lo ngại. Theo nhận định của Gabriel Elefteriu, phó giám đốc hội đồng địa chiến lược tại London và là thành viên của Viện Yorktown tại Washington DC, viễn cảnh từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang làm gia tăng sự lo lắng trong cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, Mặc dù cả hai đảng dân chủ và cộng hòa đều cam kết với NATO, nhưng nếu cựu tổng thống Trump tái đắc cử, vai trò của Mỹ trong NATO có thể sẽ thay đổi cơ bản. Chuyên gia Elfteriu cho rằng, trong khi châu Âu sở hữu tiềm năng quân sự và kinh tế lớn hơn so với Nga, việc tự vệ mà không có sự hỗ trợ của Mỹ vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh này, châu Âu phải chuẩn bị cho tương lai mà không có sự đảm bảo từ Mỹ. Việc tìm cách ngăn chặn hoặc giao chiến với Nga mà không có sức mạnh quân sự của Mỹ khiến châu Âu sợ hãi. Sự phụ thuộc vào Mỹ từ năm 1945 đã khiến châu Âu không chuẩn bị cho kịch bản tự vệ mà không có sự hỗ trợ từ Washington. Ý tưởng về cuộc chiến mà không có Mỹ là một điều không mong muốn. Nếu Đảng Cộng hòa giành được chiến thắng vào tháng 11 tới, một sự thay đổi chưa từng có của Mỹ với châu Âu có thể diễn ra nhanh chóng. Xét về sức mạnh của châu Âu, tiềm năng quân sự và kinh tế của riêng châu Âu trong NATO lớn hơn đáng kể so với Nga theo số liệu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IESS) ở Anh, Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR), châu Âu có khoảng 6.000 xe tăng, 9.000 xe chiến đấu bộ binh (IFV), 21.000 xe bọc thép chở quân (APC), hơn 7.000 hệ thống pháo binh và khoảng 1,9 triệu quân thường trực. Nga có khoảng 2.000 xe tăng, 4.000 xe chiến đấu bộ binh, 5.000 xe bọc thép chở quân, 2.700 hệ thống pháo binh và khoảng 1,2 triệu quân thường trực dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Mỹ cho thấy các đồng minh NATO không bao gồm Mỹ có 8.500 xe tăng so với 3.300 của Nga, 43.000 xe chiến đấu bọc thép các loại so với 13.000 của Nga, khoảng 7.000 khẩu pháo so với 3.500 của Nga. Nhưng rõ ràng là họ đang tụt hậu về phòng không. Mặc dù con số chính xác chưa rõ ràng, nhưng các thành viên châu Âu của NATO có nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và binh sĩ hơn đáng kể so với Nga. Số lượng hệ thống pháo binh gần bằng nhau và ít hệ thống phòng không hơn đáng kể so với Moscow. Hiện châu Âu phải đối mặt với 3 thách thức chính. Thứ nhất, Nga có ưu thế rõ ràng trong một số lĩnh vực thiết bị quan trọng như phòng không, tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái. Thứ hai, quân đội Nga hiện được hưởng lợi từ lợi thế của kinh nghiệm chiến trường rộng lớn. Thứ ba, lực lượng quân sự châu Âu đối đầu với Nga sẽ là một hỗn hợp các đơn vị rất khác biệt từ hàng chục quốc gia, khiến việc phối hợp hiệp đồng trở nên khó khăn. Trong khi đó, Mỹ hiện có 5 lữ đoàn tác chiến chuyên bộ ở châu Âu, được trang bị đào tạo và cung cấp nguồn lực tốt, đóng góp giá trị không cân xứng cho quốc phòng của châu Âu. Tổng cộng có 83.000 binh sĩ Mỹ đang phục vụ tại châu Âu, trong đó 26.000 là lục quân và gần 30.000 là không quân. Không quân Mỹ đóng vai trò quan trọng trong một số nhiệm vụ chuyên biệt, nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương, nhắm mục tiêu động và tình báo, giám sát và trinh sát. Mỹ cũng cung cấp yếu tố chỉ huy và kiểm soát thiết yếu cho NATO. Phát biểu trước truyền thông Pháp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn Trung Quốc hành động với tư cách là một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 29 tháng qua với Nga, nhưng hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ gây sức ép lớn hơn đối với Moscow để chấm dứt cuộc xung đột. Phát biểu trước truyền thông Pháp, Tổng thống Zelensky cũng cho hay trong khi Ukraine nỗ lực khôi phục các đường biên giới thời hậu Xô Viết năm 1991, nước này sẽ cân nhắc mở các cuộc đối thoại với Nga trước khi tất cả quân đội Nga rút khỏi Ukraine nếu điều kiện phù hợp. Ông Zelensky nói, nếu Trung Quốc muốn, Trung Quốc có thể buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột này. Tôi không muốn Trung Quốc hành động với tư cách là một nhà trung gian hòa giải. Tôi muốn Trung Quốc gây sức ép đối với Nga để chấm dứt cuộc xung đột. Ngoài ra, ông Zelensky cho hay giống như Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang gây sức ép đối với Nga, một quốc gia càng có nhiều ảnh hưởng, quốc gia đó càng nên gây sức ép lớn hơn đối với Nga. Trước đó, Trung Quốc, quốc gia có quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình của riêng mình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine dựa trên việc không làm gia tăng căng thẳng, đàm phán trực tiếp và hỗ trợ nhân đạo. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine được tổ chức vào tháng 6 ở Thụy Sĩ nhưng đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao và tiếp đón Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào tuần trước. Ông Zelensky trước đó đã khẳng định hoàn nghênh Trung Quốc đóng vai trò hòa giải. Theo giới quan sát, Trung Quốc đang muốn có vai trò lớn hơn trong ngoại giao toàn cầu như một phần của nỗ lực khôi phục vị thế mà họ cho là đáng có trên thế giới và xây dựng một trật tự quốc tế thuận lợi cho các lợi ích của mình. Làm trung gian giữa Ukraine và Nga, sẽ giúp gia tăng hiện diện của Trung Quốc ở Đông Âu, nơi Bắc Kinh lâu nay cố gắng xây dựng quan hệ tốt với các chính phủ khác. Chính phủ của tổng thống Zelensky từng tỏ thái độ nước đôi với Bắc Kinh sau khi nhìn thấy cách phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc xung đột, nhưng hai bên vẫn thân thiện. Phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Andrei Nastasin vừa qua cho biết tập đoàn công nghiệp quốc phòng Renmeto của Đức đã được Kiev phê duyệt xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Ông Nastasin lưu ý rằng nhà máy quân sự của Đức tại Ukraine có giá trị lên tới 100 triệu euro. Tuy nhiên, ông Nastasin nói rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraine, bất kể liên kết với nước nào, cũng sẽ là mục tiêu hợp lệ của Moscow. Ông cáo buộc, khác với đầu tư vào phát triển và phục hồi Ukraine, quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí, kiếm tiền từ xung đột luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây. Tập đoàn Renmetal hồi tháng 2 đã công bố thỏa thuận với một công ty Ukraine để sản xuất đạn pháo ở Ukraine. Lễ động thổ nhà máy sẽ sớm diễn ra ở một địa điểm không được tiết lộ và mô phỏng theo nhà máy sản xuất đạn dược mà Renmetal đang xây dựng ở Đức. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn dược tại Ukraine trong vòng 24 tháng, cùng với Ukraine Defense Industry UDI đối tác liên doanh của Ukraine. Renmeto cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy, công ty cho biết thêm. Trước đó, hồi đầu tháng 6, UDI và Renmeto cũng đã mở xưởng sản xuất, sửa chữa xe bọc thép chung đầu tiên tại Ukraine. Theo thỏa thuận, phía doanh nghiệp Đức nắm giữ 51% cổ phần và có quyền quản lý. Sự hợp tác sẽ tập trung vào việc bảo dưỡng và sửa chữa xe bọc thép tại Ukraine, trong khi hai bên cũng chuẩn bị cho việc chế tạo xe tăng. Đây được xem là nỗ lực của phương Tây và Ukraina nhằm giải tỏa cơn khát vũ khí của Kiev trên chiến trường, trong khi Nga sở hữu năng lực sản xuất quốc phòng tương đối mạnh mẽ, Ukraina phụ thuộc nhiều vào phương Tây. Việc nhà thầu quốc phòng lớn như Renmeo mở nhà máy ở Ukraina sẽ rút ngắn quá trình sản xuất và chuyển vũ khí ra tiền tuyến, giúp Kiev đối phó với Moscow trong cuộc xung đột. Nhà sản xuất vũ khí Renmeo cho biết có kế hoạch thiết lập ít nhất 4 nhà máy ở Ukraine với mục tiêu đạt doanh thu kỷ lục 10 tỷ euro, tương đương 10,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tính đến nay, ngoài việc phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự Kiev, Đức còn cam kết cung cấp khoảng 28 tỷ euro, tương đương khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, viện trợ cho Ukraine trong tương lai. vừa qua đội ngũ vận động của ông trump đã chính thức tung ra chiến dịch quảng cáo lớn đầu tiên nhắm vào bà harris tập trung công kích cách thức phó tổng thống xử lý vấn đề nhập cư nhiều nhà phân tích cho rằng cựu tổng thống vẫn chưa từ bỏ phương pháp tấn công truyền thống của đảng cộng hòa vốn từng được áp dụng với ông biden trước khi ông chủ nhà trắng tuyên bố ngừng tranh cử đảng cộng hòa nhanh chóng chỉ ra rằng phó tổng thống đã thất bại trong nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhập cư những hình ảnh trong quảng cáo của ông trump đều được trích từ một cuộc phỏng vấn của đài NBC năm 2021. Trong đó bà Harris thừa nhận chưa bao giờ tới biên giới Mỹ-Mexico. Đoạn tiếp theo trong video ghi lại cảnh nhảy múa của bà Harris tại một sự kiện ám chỉ rằng Phó Tổng thống đã không làm việc đến nơi đến chốn và phải chịu trách nhiệm cho số lượng người di cư kỷ lục đến biên giới trong suốt 3 năm qua. Ngay sau đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông ama Mosa đã lên tiếng phản bác, cho rằng ông Trump đang chạy đua dựa trên những lời nói dối đồng thời tiết lộ cựu tổng thống đã phản đối một thỏa thuận biên giới của quốc hội vốn có thể giúp ích cho việc thực thi. Bà Harris lập tức công bố một video quảng cáo dài một phút có tựa đề Fearless nêu bật những điểm nổi bật trong sự nghiệp chính trường của mình kể từ khi giữ chức công tố viên tại Bay Area của California. Đây là một phần trong chiến dịch tranh cử mới của bà Harris nhằm huy động thêm 50 triệu đô la Mỹ cho các quỹ bầu của Đảng Dân Chủ trước thềm đại hội toàn quốc, đồng thời đáp trả những tuyên bố từ phía ông Trump cho rằng bà đã thất bại trong công việc. Video quảng cáo cũng chỉ ra những điểm đối lập giữa bà Harris và đối thủ là ông Trump, đặc biệt trong vấn đề kinh tế, vốn được coi là thế mạnh của cựu tổng thống. Theo dữ liệu từ Ad Impact, đơn vị theo dõi hoạt động mua bán các phương tiện truyền thông, cho đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã dành khoảng 12,2 triệu đô la Mỹ để chạy quảng cáo trên 6 bang chiến trường: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, các quảng cáo của bà Harris được phát sóng rộng rãi trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic cùng với các chương trình giải trí Love and Hip Hop Atlanta, The Bachelorette và The Daily Show. Đây là một nỗ lực tiếp cận các nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi mà chiến dịch của bà Harris đang chú trọng. Đặt lên bàn cân so sánh, bà Harris có ít kinh nghiệm tranh cử hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đã ba lần tham gia đường đua vào Nhà Trắng. Nhìn chung, chiến dịch của ông Trump chiếm lĩnh mặt trận truyền thông đã nhiều tháng, trong khi bà Harris chỉ được xem là lính mới sau hơn một tuần tham gia tranh cử. Tính đến thời điểm này, ông Trump chi mạnh tay hơn bà Harris 25 lần cho các quảng cáo trên sóng truyền hình và phát thanh. Tranh lệch đáng kinh ngạc này cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lưỡng đảng. Trong bối cảnh hàng triệu cử tri cần phải định hình lại quan điểm của họ về phó tổng thống, người đã dành 4 năm qua làm việc với tư cách phó tướng của ông Biden. Với những kỷ lục gây quỹ trong thời gian gần đây, bà Harris có đủ tài lực để triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ đối phó với ông Trump. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của bà Harris là chọn ra một phó tổng thống phù hợp tạo nên một liên danh truyền thông có khả năng đánh bật bộ đôi ông Trump, ông Jim DeVance ra khỏi bản đồ bầu cử. Theo ông Wolf, nhà nghiên cứu chính trị tại Viện Nghiên cứu Mỹ, cuộc đối đầu trên mặt trận truyền thông sẽ quyết định kết quả bầu cử tháng 11. Ông Wolf nói, liệu bà Harris sẽ là một phiên bản khác của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người chiến bại dưới tay ông Trump, hay bà sẽ là một Barack Obama thứ hai ứng cử viên đại diện cho sự hy vọng và thay đổi. Thành hay bại sẽ được quyết định phần lớn bởi hiệu ứng truyền thông. Theo RT, mới đây ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi cử tri do Thái tại Mỹ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tháng 11. Kèm theo đó là một lời cảnh báo. Cụ thể, ông Trump nói trong sự kiện vận động ở bang New Jersey rằng chúng ta cần thắng cuộc bầu cử tổng thống. Chúng tôi cần cộng đồng do Thái bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Nếu mọi người không bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, Israel sẽ đối diện nguy cơ không còn tồn tại lâu nữa. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông sẽ giúp Israel giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Hamas ngay khi trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng nói rằng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn đương chức. Vào đầu tuần này, ông Trump từng cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ không thích Israel và cộng đồng Do Thái. Ông Trump nói, bạn có thể thấy rõ sự không thoải mái và xa cách khi bà Harris gặp Thủ tướng Netanyahu. Bà ấy không thích Israel, bà ấy không thích người Do Thái. Tuy vậy, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã phản bác bình luận của ông Trump, tố cựu tổng thống muốn chia rẽ đất nước. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, ông Dodge Emhoff, chồng của phó tổng thống Harris, là một người do Thái. Bà Harris tin rằng nước Mỹ muốn một tổng thống đoàn kết đất nước thay vì chia rẽ chúng ta. Cách đây ít hôm, tờ The Hill dẫn lời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gây gắt các đối thủ chính trị thuộc đảng Dân Chủ, đồng thời cảnh báo về hậu quả thảm khốc cho Trung Đông nếu ông không được tái đắc cử. Những phát biểu mới nhất được đưa ra khi ông tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Malaga ở Palm Beach, Florida. Ông Trump nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp, nếu chúng tôi thắng, mọi chuyện sẽ rất đơn giản, mọi chuyện sẽ ổn thỏa và rất nhanh chóng. Ông phát biểu, nếu không, các bạn sẽ gặp những cuộc xung đột lớn ở Trung Đông và có thể là Thế chiến 3. Các bạn đang ở gần một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba ngay bây giờ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến 2. Đồng thời chỉ trích chính phủ đương nhiệm tại Mỹ Ông Trump cũng từng đưa ra một số dự đoán đáng sợ về những gì có thể xảy ra nếu bản thân không quay trở lại Nhà Trắng, trong đó có cả tuyên bố thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Zahiru nhận định, cuộc gặp của ông Trump và nhà lãnh đạo Israel Netanyahu nói trên diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang xảy ra nhiều biến động lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố bản thân sẽ không tái tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên. Truyền thông Ukraina đã báo cáo về một thiết kế máy bay không người lái UAV mới chưa từng thấy trước đây của Nga được phát hiện gần Kiev. Một video được đơn vị máy bay không người lái quân sự của Nga có tên "Diều hâu của Stalin" công bố mới đây, hé lộ về UAV mới được tung vào chiến trường Ukraina. Trong video, đơn vị Nga gọi UAV Gerbera là đàn em của Geran. Geran là thuật ngữ của Nga dùng để mô tả biến thể UAV Sahed do Iran thiết kế kể từ những tháng đầu của xung đột. Moscow đã liên tục nhắm mục tiêu vào Ukraine bằng UAV Shahed. Nga sau đó đã chuyển sang sản xuất UAV trong nước và được cho là đã điều chỉnh các thiết kế để cố gắng né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Đầu tháng 7, Andriy Cherniak, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quân sự GUR của Ukraine cho biết, Moscow bắt đầu sử dụng các UAV mới, rẻ tiền tầm xa, thường được làm bằng nhựa, xốp hoặc gỗ dán để do thám hệ thống phòng không của Ukraine chuyên gia quân sự Ukraine Andriy Kramarov nhận định camera của UAV Gebera có thể truyền video về cho người điều khiển ở Nga, cung cấp thông tin để nhắm mục tiêu vào các hệ thống có giá trị cao của Ukraine như Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS hoặc các hệ thống phòng không nhỏ hơn có chức năng đánh chặn tên lửa và UAV. Theo báo cáo, UAV Gebera được tìm thấy xung quanh Kiev không có đầu đạn và truyền thông Ukraine suy đoán rằng có thể đây là nguyên mẫu của một hệ thống đa chức năng được triển khai để đánh giá tầm xa của thiết bị mới. Nó cũng có thể được sử dụng cho việc trinh sát hoặc làm mồi nhử để phát hiện hệ thống phòng không của Ukraine khi chúng được kích hoạt. Ông Kramarov cho rằng Gebera có thể chỉ trang bị một đầu đạn tương đối nhỏ vì UAV đa chức năng cần có chỗ cho thiết bị camera. Chuyên gia UAV người Anh Steve Wright đánh giá dựa trên hình ảnh được lan truyền rộng rãi về UAV Gebera có thể thấy, bọt xốp được cắt bằng máy cắt dây nóng, một cách thức chế tạo nhanh chóng bằng các công cụ đơn giản và rẻ tiền. Ông Wright cho biết, các bề mặt điều khiển duy nhất là elevons, bộ phận cử động được của máy bay trên mỗi cánh, kết hợp tất cả các chức năng cần thiết để điều khiển UAV với số lượng bộ phận ít nhất có thể. Các hệ thống bên trong là một mạng lưới hệ thống quen thuộc. Với giá thành thấp và phạm vi hoạt động tương đối xa, UAV Gebera có thể được sử dụng trên quy mô lớn hơn tại một thời điểm nào đó trong cuộc xung đột. Ông Wright nói, đây là một chiếc UAV có thiết kế rất gọn gàng, không áp dụng công nghệ mới nhưng được tinh chỉnh để sản xuất hàng loạt giá rẻ. Loại UAV rẻ tiền này đặt ra một mối nguy thực sự cho Ukraine. Không quân Ukraine thường báo cáo một số cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liên tiếp và các cuộc tấn công ngày càng dữ dội hơn. Cơ quan an ninh Nga ở tỉnh Rostov vừa qua đã bắt giữ một đối tượng tình nghi chuyển nhiều thông tin của quân đội Nga cho các cơ quan mật vụ Ukraine. Thông cáo từ chi nhánh cơ quan an ninh liên bang Nga FSB ở tỉnh Rostov viết, theo thông tin điều tra sơ bộ, đối tượng trên hồi tháng 4 đã chuyển giao cho mật vụ Ukraine các dữ liệu có thể được dùng để chống lại quân đội Nga, cũng như nhận chỉ thị từ Kiev về việc thu thập vật liệu và chế tạo thiết bị nổ. Theo FSB, đây là lần thứ hai trong tuần này cơ quan này bắt giữ đối tượng làm việc cho tình báo Ukraine. Cách đây ít hôm, cơ quan an ninh Nga cũng đã bắt giữ một đối tượng nghi chuyển thông tin quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB viết rằng đối tượng bị họ bắt giữ do có hành vi gửi thông tin liên quan đến quân đội Nga cho Ukraine để đối phương tiến hành các vụ tấn công. Thông cáo viết, cơ sở FSB ở tỉnh Zaporizhia đã bắt giữ một công dân Nga người tiết lộ những thông tin quân sự. Chiến dịch điều tra nhằm vào đối tượng trên cho thấy người này được cơ quan tình báo quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyển dụng để thu thập tin tức về các đơn vị của Nga, sau đó chuyển thông tin qua hệ thống tin nhắn trên mạng xã hội Telegram. Thông cáo viết thêm, thông tin tình báo sẽ giúp đối phương thực hiện các đòn pháo kích nhằm vào nhiều đơn vị quân sự Nga. Một cuộc điều tra hình sự về tội danh gián điệp đang được tiến hành. Hồi tháng 6, FSB cũng cho biết có 5 nhân viên tình báo Ukraine đã bị bắt giữ tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea trong vụ phá mạng lưới gián điệp Ukraine. Theo đài RT, FSB cáo buộc các nhân viên tình báo nói trên đang phối hợp với Kiev để thực hiện những hành động phá hoại và để thực hiện ít nhất một vụ ám sát. FSB cho rằng 5 nghi phạm này không quen biết nhau, nhưng sau đó đã cùng lập một mạng lưới gián điệp nằm dưới sự chỉ huy của Kiev. Phía Nga đã triệt phá mạng lưới gián điệp này nhờ vào việc chặn các hoạt động liên lạc. FSB đã công bố nhiều hình ảnh và video liên quan đến vụ việc, bao gồm cảnh bắt giữ và thẩm vấn, hình ảnh các thiết bị nổ tự chế IED và các thành phần của bom, cũng như ảnh chụp màn hình những cuộc liên lạc với các chỉ huy Ukraine. Trong khi Ukraine phụ thuộc vào viện trợ quân sự phương Tây, Nga có thể chủ động sản xuất vũ khí, qua đó lấn át đối phương trên chiến trường. Sau hơn 2 năm xung đột, Nga không cạn kiệt đạn pháo, xe tăng, tên lửa như dự báo của phương Tây. Ngược lại, nước này đang tăng tốc sản xuất quốc phòng, bổ sung liên tục kho vũ khí và đạn dược, trong khi Ukraine phải mòn mỏi chờ đợi nguồn hỗ trợ ngày càng cạn kiệt từ phương Tây. Mới đây, văn phòng báo chí của tập đoàn nhà nước Rostec ra thông báo cho biết, một lô pháo tự hành 2S43 Manva mới nhất đã được chuyển đến quân đội Nga. Đây là pháo tự hành bánh lốp đầu tiên trong nước được lắp trên khung gầm xe BAZ 8x8. 2S43 Manva có độ bền cao hơn và ít tốn kém hơn khi vận hành so với pháo tự hành bánh xích. 2S-43 Manva được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy, công trình phòng thủ, khẩu đội pháo và tên lửa, các vị trí phòng không, đoàn xe bọc thép của đối phương. Pháo có chế độ tấn công hỏa lực đồng thời, khi một số đạn bắn theo các quỹ đạo khác nhau và ở tốc độ khác nhau thì vẫn sẽ tiếp cận mục tiêu cùng một lúc. Giám đốc công nghiệp của Rostec, ông Bekhan Ostoev cho biết, ưu điểm chính của 2S-43 Manva là khả năng cơ động cao, triển khai và thay đổi vị trí bắn nhanh chóng. Điều này rất quan trọng trong quá trình tác chiến, đặc biệt là khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Manva nhẹ hơn và cơ động hơn nhiều so với pháo tự hành cùng cỡ nòng m s 152mm của quân đội Nga. Trọng lượng chiến đấu của pháo Manva là 32 tấn, có thể được vận chuyển bằng máy bay IL-76. Khẩu pháo 2A-64 152mm tích hợp được gắn trên khung của hệ thống bánh lốp giúp phát huy tối đa khả năng di chuyển nhanh chóng vào vị trí, triển khai, khai hỏa rồi rút đi. Nhờ động cơ diesel IAMZ 8424.10 mạnh mẽ, công suất 470 mã lực, phương tiện chiến đấu mới này có khả năng tăng tốc lên tới 80 km h Manva có thể đi được quãng đường 1.000 km liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu, gấp đôi so với m -S. Cabin ở phần phía trước của khung xe đủ chỗ cho tổ lái gồm 5 người. Phần trung tâm là nơi chứa đạn dược, bệ pháo được bố trí ở phía sau xe. Tầm bắn của Manva là 24 km đối với đạn nổ mạnh HE và 28 km khi sử dụng đạn RAP. Tầm bắn có thể lên tới 43 km khi sử dụng loại đạn pháo dẫn đường chính xác 2K25 Krasnopol mới nhất. Hiện tại, các hệ thống pháo bánh lốp như Seja của Pháp, Archer của Thụy Điển và Bogdana do Ukraine sản xuất có thể bắn đạn nổ mạnh lên tới khoảng cách 40 km. Việc sử dụng đạn Krasnopol cho phép các đơn vị pháo binh Nga vượt trội hơn đối thủ về tầm bắn. Pháo 2S43 Manva có khả năng nâng hạ nòng nhanh chóng để liên tiếp khai hỏa nhiều phát đạn, đảm bảo các viên đạn rơi xuống mục tiêu cùng lúc. Thiết bị trên phương tiện giúp hợp lý hóa quy trình nạp đạn và cho phép định hướng bắn tự động. Với tốc độ bắn lên tới 7 phát mỗi phút và khả năng mang theo vài chục quả đạn pháo, 2S43 Manva là vũ khí lợi hại trên chiến trường. Ngoài ra, nó còn được trang bị một bộ phát điện khép kín để đảm bảo cung cấp điện liên tục. Manva nổi tiếng với độ chính xác, tầm bắn, tốc độ bắn và tính cơ động, khiến nó trở thành vũ khí lý tưởng để hỗ trợ hỏa lực cơ động. Do sử dụng khung gầm xe tải cũng như tối giản trong thiết kế, vì thế chu trình sản xuất HS 43 Manva sẽ rẻ, nhanh và đơn giản hơn đáng kể so với pháo tự hành bánh xích. Manva là một lựa chọn tiết kiệm chi phí do yêu cầu bảo trì chỉ trị ở mức tối thiểu, trong khi niên hạn sử dụng tương đối dài. Vừa qua trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Pháp, bao gồm cả tờ Le Monde. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức. Có những rủi ro không thể dự đoán được. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng, chúng tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước đây nó khá hợp lý, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử này." Sau ông Zelensky tin rằng đa số trong Quốc hội Mỹ sẽ vẫn ủng hộ Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11, đầu tháng 7 Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho vị trí Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, cựu tổng thống Donald Trump đã giành được đề cử của Đảng Cộng hòa vào đầu tháng này. Ông đã chọn thượng nghị sĩ Ohio James David Vance làm người đồng hành tranh cử trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Việc lựa chọn ông Vance được các quan chức EU mô tả là một thảm họa đối với Ukraine. Ông Vance nổi tiếng vì chỉ trích khoản viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và kêu gọi đàm phán với Nga. Ông cũng cho biết mục tiêu khu vực biên giới năm 1991 của Kiev là không thực tế và việc giải quyết xung đột đòi hỏi phải củng cố sự trung lập của Ukraine và đóng băng các tranh chấp lãnh thổ. Hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông cũng đã nhắc lại ý định chấm dứt cuộc xung đột này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ông Trump cho biết, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Ông Trump tuyên bố cả hai bên sẽ có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thị vượng. Đầu tháng này, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steve Chuong cũng đã xác nhận ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là nhanh chóng đàm phán chấm dứt xung đột nga ukraine. Trong khi đó, theo các chuyên gia, nếu đắc cử, phó tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp nối chính sách của tổng thống Biden về ukraine. Vào tháng 6, bà Harris đã đại diện Mỹ dự hội nghị hòa bình với Ukraine ở Thụy Sĩ và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu tại hội nghị, hành động của Nga không chỉ là cuộc tấn công vào cuộc sống và quyền tự do của người dân Ukraine, mà còn là cuộc tấn công vào an ninh lương thực và nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Vào tháng 2, khi tham dự hội nghị an ninh Munich ở Đức, Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích cuộc giao tranh của Nga ở Ukraine và cam kết rằng Washington sẽ kiên quyết tôn trọng điều 5 của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó quy định cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và sẽ kích hoạt phòng vệ tập thể. Trong chuyến thăm mới đây tới Nga, tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc gặp với tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, trong đó thảo luận một loạt các vấn đề quan hệ song phương cũng như tình hình Trung Đông. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phát biểu trong cuộc gặp tại điện Kremlin, tổng thống Putin nhấn mạnh sau một thời gian dài, đây là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thảo luận về toàn bộ vấn đề trong quan hệ song phương. Trong khi đó, thông báo của văn phòng Tổng thống Syri cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống Assad nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực Á-Âu đang diễn biến nhanh chóng. Do vậy, cuộc gặp với Tổng thống Putin rất quan trọng để thảo luận chi tiết về tình hình hiện nay, các kịch bản và triển vọng tương lai. Theo tờ Kiev Post, chỉ vài giờ sau cuộc gặp trên giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine – Gur đã tiến hành tấn công vào một cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Syria. Các nguồn tin giấu tên của Gur cho biết mục tiêu bị tấn công là sân bay Kugres của quân đội Nga nằm ở phía đông Aleppo, Syria. Các tay súng thuộc nhóm Khamis của Ukraine đã thực hiện vụ tấn công này. Đoạn video được công bố đã ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong vụ tấn công như một tổ hợp tác chiến điện tử di động Evk của Nga bị phá hủy vào ban đêm và sau đó là hậu quả của đợt tập kích được quay vào ban ngày. Ngoài ra, video còn có hình ảnh các máy bay không người lái UAV tấn công nhiều mục tiêu tại căn cứ không quân Nga. Căn cứ không quân Kugeres đã được lực lượng Nga sử dụng cho mục đích quân sự kể từ năm 2015. Tình báo Ukraine khẳng định với Kiev Post rằng căn cứ này cũng được sử dụng để huấn luyện và vận chuyển lính tư nhân nước ngoài đến tham gia xung đột ở Ukraine. Vào đầu tháng 6, Kiev Post cũng đã công bố một video độc quyền về lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công các trạm kiểm soát và các đoàn xe thiết bị quân sự của đối phương ở cao nguyên Golan tại Syria. Theo nguồn tin của Kiev Post, kể từ đầu năm nay, phe nổi dậy với sự hỗ trợ của các chiến binh Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga tại Syria. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Syria đối với thông tin trên. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn giấu tên tiết lộ hạn chót cho việc chuyển giao chiến đấu cơ F-16 là cuối tháng 7 và các máy bay đã được giao đúng hạn. Số lượng máy bay được cho là ít và hãng tin không nói rõ là nước nào chuyển giao. Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối bình luận. Nguồn tin nói chưa rõ các phi công Ukraine có ngay lập tức sử dụng chiến đấu cơ hay chờ thêm. Các phi công Ukraine đã được đào tạo tại phương Tây trong nhiều tháng qua. Năm ngoái, một nhóm các quốc gia NATO bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển đã thành lập liên minh F-16 để thúc đẩy việc viện trợ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư cho Ukraine. Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp sau đó cũng tham gia. Ukraine được cho là sẽ nhận viện trợ khoảng 79 máy bay F-16, trong khi một số nước như Hà Lan và Đan Mạch cam kết cung cấp cho Kiev lần lượt 24 và 19 máy bay từ kho của họ thì các quốc gia khác cam kết đào tạo phi công Ukraine. Na Uy gần đây cũng tuyên bố sẽ tặng 6 máy bay chiến đấu cho Kiev. Đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan cho biết đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẽ sớm bàn giao F-16. Ukraine và nhiều thành viên NATO cũng đã kêu gọi Mỹ, nước sản xuất F-16, cho phép chuyển chiến đấu cơ này cho Kiev. Thực tế, việc chuyển giao đã bị cản trở bởi nhiều vấn đề, gồm lo ngại về phụ tùng, giao cản ngôn ngữ đối với các phi công Ukraine và những người huấn luyện. Các nhà hoạch định lo ngại rằng Ukraine không có đủ đường băng cho máy bay này và những sân bay của Ukraine dễ bị hư hại nếu Nga tấn công. Ukraine chưa xác định sẽ đặt máy bay mới ở đâu. Đài DVK dẫn nhiều chuyên gia đánh giá rằng căn cứ không quân Starokostyantinov ở miền tây nước này có thể là nơi lý tưởng. Căn cứ trên nằm ở giữa Kiev và Lviv là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 7 và có những nhà chứa máy bay ngầm được xây dựng từ thời Liên Xô các chiến đấu cơ F-16 được cho là sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực để đối phó ưu thế trên không của Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã cảnh báo rằng F-16 sẽ không phải là yếu tố có thể thay đổi cuộc xung đột như tuyên bố của Ukraine. Hiện nay, tình hình chiến trường đã thay đổi và cả hai bên đều dựa nhiều vào các loại máy bay không người lái UAV giá rẻ, trong khi Nga cũng đang củng cố hệ thống phòng không. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau